Sữa hạt hiện đang là nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trên thị trường thế giới. Thị trường sữa thực vật toàn cầu đạt 11,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017 và sẽ tăng trưởng tới mức 34 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Tại Việt Nam, xu hướng sử dụng sữa hạt cũng đang gia tăng mạnh mẽ. Theo kết quả khảo sát năm 2019, có tới 66% người tiêu dùng Việt mong muốn có nhiều sản phẩm hơn nữa được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Đón đầu xu thế đó, từ năm 2018, công ty cổ phần sữa TH thuộc tập đoàn TH đã mở lối đi riêng trong lĩnh vực sữa hạt với việc tiên phong sử dụng vị ngọt từ quả chala giúp hạn chế các bệnh mãn tính không lây, để ra mắt dòng sản phẩm sữa hạt cao cấp với thương hiệu TH Chunat vừa được vinh danh thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022. Phát triển sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên là giá trị cốt lõi mà TH luôn theo đuổi trong suốt hành trình của mình. Sản phẩm sữa hạt cao cấp TH Chunat không nằm ngoài giá trị đó. TH Chunat có nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên từ các loại hạt như mắc ca, hạnh nhân, óc chó hay gấc, kết hợp với một phần sữa tươi nguyên liệu từ trang trại TH mang đến sản phẩm giàu giá trị dinh dưỡng. Đặc biệt để góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, hướng tới dinh dưỡng lành mạnh dự phòng bệnh tật, doanh nghiệp đã kết hợp với các chuyên gia dinh dưỡng thay thế đường tinh luyện bằng vị ngọt tự nhiên của quả trà lạ. Đồng thời, sản phẩm cũng có đủ các giá trị dinh dưỡng có thể thay thế sữa với những người không có khả năng tiêu hóa lactose, chất đường chính trong sữa động vật. Về phát triển sản phẩm, thì chúng tôi đã áp dụng quy trình công nghệ là tiên tiến và làm xây dựng một quy trình theo các giá trị cốt lõi của sản phẩm. Trên những giá trị đó, chúng tôi xây dựng để giữ được các cái thành phần vẹn nguyên của từng nguyên liệu và cho ra sản phẩm tốt nhất. Đây là sản phẩm sữa hạt ứng dụng công nghệ thanh trùng ESL theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa hoàn chỉnh về dinh dưỡng lại đảm bảo an toàn khi đến tay người tiêu dùng. Nhờ có sự đầu tư công phu trong sản xuất, bộ 6 sản phẩm sữa hạt cao cấp TH Chunat đã giải thưởng sản phẩm mới xuất sắc của thế giới trong lễ trao giải kinh doanh quốc tế và mới đây nhất đã được công nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam. Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia là được chấm điểm là dựa trên 3 cái giá trị cốt lõi của chương trình, đó là chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Trong thời gian qua thì các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia đã khẳng định được cái giá trị cốt lõi này. Trong đó thì có nhiều doanh nghiệp là có những cái sản phẩm mà rất là đặc trưng, bắt nhịp được với tín hiệu của thị trường hay là xu thế của thị trường, có thể nhắc đến như là TH Chunat. Sau 5 năm phát triển sản phẩm, các sản phẩm sữa hạt cao cấp TH Chunat đã có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam và vươn ra thế giới. Trên hết, TH đã góp phần tạo lập được thói quen sử dụng các sản phẩm từ tự nhiên, lành mạnh của người tiêu dùng. Theo khảo sát của Nielsen, có đến 79% người tiêu dùng Việt đang thay đổi chế độ ăn với các ưu tiên, thực phẩm có lượng đường thấp, ít chất béo, sống xanh và lành mạnh. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu mà doanh nghiệp đang hướng đến khi khai mở những sản phẩm mới, góp phần dịch chuyển cơ cấu ngành sữa theo hướng tiêu dùng tích cực và thông minh. Tương lai cùng với bộ sản phẩm TH Chunat thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những cái sản phẩm mới hướng đến được sự tự nhiên, lành mạnh và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Là doanh nghiệp chiếm gần 45% thị phần sữa tươi tại Việt Nam, với năng lực tiên phong trong suốt nhiều năm, tập đoàn TH đã liên tiếp cho ra đời các sản phẩm mới, đón đầu và định hướng người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên và có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, doanh nghiệp đã liên tiếp được công nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam trong nhiều năm. Bộ sản phẩm sữa hạt hàm chứa những giá trị tiêu chí chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong mà doanh nghiệp đang truyền tải tới cộng đồng, xứng đáng với thương hiệu quốc gia Việt Nam. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.